Chữa phần bài tập về nhà của cái bài tập số 3. Của cái bài số 3, câu số 1, mọi orbital tan nguyên tử thì chứa tối đa là thì mỗi orbital là một cái ô. Đúng không? Một ngôi nhà tranh thì hai trái tim vàng, đúng không? Tối đa sẽ là 2e. Câu số 2, số electron tối đa trên orbital P là bao nhiêu? Thì orbital P của chúng ta là có 3 ngôi nhà. Không một tờ giấy đấy. Số E tối đa trên một orbital P là bao nhiêu? Thì ta sẽ có là orbital P chúng ta sẽ có 3 ngôi nhà, là 3 orbital đúng không? Đấy thì trong này sẽ có 1 2 3 4 5 6 được chưa? 6E nhá. Câu số 3. Số E tối đa trên orbital 2S là bao nhiêu? Thì orbital 2S nó tương với lại orbital S đúng không? Orbital S 1 2 vậy sẽ là 2E. Được chưa? Ok nhá. Dễ mà. Đúng không? Các bạn thấy rất là dễ. Được chưa? Câu số 4 ạ. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa? Dãy nào trong dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa thì như các em đã được học ạ, thì bão hòa của S là 2, bão hòa của D, của P là 6, của D là 10, của F là 14, nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu số 5. Số electron tối đa ở lớp thứ 3 K L M N lớp số 3, 1 2 3 4. Lớp số 3 thì N của nó nhỏ hơn bằng 4, lớn hơn bằng 1. Vậy số electron tối đa nó sẽ là 2N bình. 2N bình vậy sẽ bằng là 2 nhân với 3 bình thì bằng 18. B bỏ. Câu số 6. Số E tối đa trên lớp L của nguyên tử K bình nhé. Số E tối đa trên lớp L của nguyên tử K bình thì bây giờ mình phải viết cấu hình E ra. Đúng không ạ? Thì K bình Z bằng 6. Thì ta sẽ có cấu hình E nó là 1S2 2S2 2P2. Ok chưa? Vậy thì số E tối đa trên lớp L của nó sẽ là 4. Đúng không ạ? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu số 7. Số electron tối đa trên phân lớp L. Số E tối đa trên lớp L của nguyên tử nitrogen. Thì mình cần phải viết được cấu hình E nhé. Mình cần phải viết được cấu hình E của thằng N. Thế thì cấu hình E của thằng N. Ta có câu số 7 ạ. Số electron trên lớp L của nguyên tử nitrogen Z bằng 7. Viết cấu hình E thôi. N Z bằng 7. Vậy nó sẽ là 1S2 2S2 2P3. Thì số E tối đa trên lớp L nó sẽ là bao nhiêu đấy ạ? Số 1. L là lớp số 2. 2 cộng 3 thì bằng 5. Đấy chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 5. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Câu số 8. Nguyên tử nào sau đây có 5E trên lớp L? Thế mình phải vẽ cấu hình E ra nhé. 5E trên lớp L. Vậy lớp L này, nguyên tử nào có 5E trên lớp L? Vậy ta sẽ có, phải vẽ ra nhá. Ví dụ sodium Na đấy. Z11, cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S1, 3S1, đúng không? 3S1. Vậy đây là K, đây là L. Vậy lớp L này có 8E. Được chưa? Nitrogen N 7 1S2 2S2 2P3. Đúng chưa? Vậy đây là K, đây là L. Lớp L này có 5E. Vậy đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Rất dễ nhá. Câu số 9. Orbital tiếp theo được lấp đầy sau 4S. Thế mình sẽ có là gì ạ? Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? 2, 3, 4. Đúng không? Và anh này là gì ạ? 3. Vậy orbital tiếp theo được lấp đầy sau 4S của chúng ta nó là gì? 3D. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ 3D nhá. Câu số 10. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
Orbital PI thì có dạng hình số 8 nổi là chính xác rồi, và nó còn được định hướng theo trục Y kia nhé. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất. Đấy, lớp K lớp xa hạt nhân nhất là sai. Mình có là gì ạ? K, L, M, N, O, P, Q. Thì lớp xa hạt nhân nhất phải là lớp Q chứ không phải lớp K. A sai. Các E trong cùng một lớp thì có mức năng lượng bằng nhau là sai. Các E trong cùng một lớp thì mức năng lượng gần bằng nhau. Nhá, sai tiếp. Các E trên cùng một phân lớp thì mức năng lượng bằng nhau. Cái này mới đúng này. C chính xác, đúng không? Lớp N có 4 orbital. C nhá, lớp N nhá. Đây là 1, 2, 3, 4. Đúng không? 1, 2, 3, 4. Vậy mình sẽ có là gì ạ? Đây là 4 đúng không? Thì mình sẽ có là 4S, 4P, 4D, 4F. Đúng chưa? Riêng S là 1O, riêng P là mình có 3O, riêng D là mình có 5O. Đúng không? Riêng F là mình có 7O nhá. 7O cơ mà. 1 2 3 4 5 6. Đây thì ông 7O. Vậy chỗ này phải có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16O cơ mà. Đúng chưa? 16O cơ mà, nên lớp N nó phải có 16 orbital. Chứ không phải là có 4 nhá. Sai, ý dây sai. 12 ạ. Phát biểu nào đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron? Thì bạn lưu ý ạ, là orbital trong một phân lớp E thì có định hướng không gian này, có cùng mức năng lượng này, khác nhau ở mức năng lượng này, có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm một phân lớp. Sai hết, đúng không? Chỉ có gì ạ? Có cùng mức năng lượng đúng. Trong cùng một phân lớp electron thì có cùng một mức năng lượng nhá. Đáp án chính xác là đáp án B. Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lớp M có 9 phân lớp. Thế bây giờ mình vẽ thôi. Nhưng mà ở đây năng lượng electron trên lớp K là thấp nhất là đúng nhỉ? K, L, M, N đúng không? Lớp càng sát hạt nhân hơn thì năng lượng nó càng thấp nhất. D là đúng. Được chưa? Phân lớp P có 3 orbital. Đúng không? S, P, D, F, 1, 3, 5, 7. Đúng chưa? Phân lớp P có 3 orbital. Cái này cũng đúng. Được chưa? Bây giờ đến lớp L. L có 4 orbital nhá. K1, L2. 2 thì mình sẽ có là 2S, 2P. S là 1 ô nhà, P là 3 ô nhà. Được chưa? Vậy là 1, 2, 3, 4 đủ có 4 orbital. Nhá. Vậy B cũng đúng. Vậy M có 9 phân lớp, khả năng cao M sai. Có 3S, 3P, 3D. Đúng không? Thì nó chỉ có mấy phân lớp thôi? Nó chỉ có 3 phân lớp thôi. Nhá. Lớp M có 3 phân lớp thôi. Nên không đúng chúng ta là đáp án này. Được chưa? Đấy, các bạn phải chữa kỹ những câu này vào nhá. Câu 14 ạ, khẳng định nào dưới đây là đúng? Trong nguyên tử hydrogen, electron thường được tìm thấy trong hạt nhân là sai rồi. Bên ngoài hạt nhân xong ở gần hạt nhân vì e bị hút bởi hạt proton. Cái này được. Bên ngoài hạt nhân thường ở xa là sai. Bên trong ở bên ngoài hạt nhân là sai. Bên ngoài hạt nhân xong ở gần hạt nhân vì e bị hút hạt proton đúng. Bởi vì có một e thì nó là một S1 mà. Với một thì là ở sát cái thằng hạt nhân nhất rồi còn gì nữa. 15. Các orbital trong một phân lớp electron thì có cùng một mức năng lượng nhé. B. 16. Ký hiệu và số electron tối đa có trên lớp E tương ứng với giá trị N bằng 2 tương ứng là K là 1 đúng không? K là 1, L là 2. Vậy nó phải là lớp L, không phải lớp K, đúng không? Số electron tương ứng là 2N bình bằng 2 nhân với 2 bình là bằng 8, đúng không? Vậy là 8E. B. 16. Ký hiệu và số E tối đa trên lớp E ứng tương ứng với giá trị. Cái câu này là bị cắt lỗi, đúng không? Ý B. Tương tự như vậy. Lặp. 17. Orbital nguyên tử. Thì orbital nguyên tử là cái khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất tìm thấy electron khoảng độ là 90%. Đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 18. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Orbital S có hình dạng số 8 nổi là sai rồi. S là hình cầu. Đúng không? Orbital trong cùng một phân lớp electron có hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng không gian. Sai, cùng một phân lớp thì là nó là hình dạng. À đâu, cùng một phân lớp tương tự nhau khác nhau định hướng không gian cũng được đấy nhỉ. Orbital trong cùng một lớp electron có hình dạng và định hướng không gian tương tự nhau là sai. Vậy đúng là C. Cùng một phân lớp E, ví dụ phân lớp S thì là cầu. Phân lớp P thì hình số 8 nổi có thể là PX, PI, PZ, đúng không? Đấy. 19 ạ, cho phát biểu đúng về orbital nguyên tử.
Thì orbit an ninh nguyên tử là vùng không gian xung quanh hạt nhân trong đó xác suất gặp electron khoảng 90%, dễ ạ. 20, trong nguyên tử chloride số electron ở phân mức năng lượng cao nhất, thế phải vẽ cấu hình nhé ra. Cl17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, đúng là 17 chưa? Thế mà số e ở phân mức thì phân mức to nhất là 3p 5. Vậy số e phân mức năng lượng cao nhất là 5. B. 21. Hãy cho biết lớp n có tối đa bao nhiêu e electron? K, L, M, N, 1, 2, 3, 4. Vậy tối đa là 2n bình. 2 nhân 4 bình. 4 bình là bằng 4 nhân 4 16, 16 nhân 2 là 32. Đáp án đúng đáp án D. Câu 22 ạ. Chọn câu phát biểu đúng. Số phân lớp electron có trong lớp N, K, L, M, N, O, P, Q. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số orbital, số phân lớp electron có trong lớp N, N là 4. 4 người ta có 4S, 4P, 4D, 4F. Đúng không ạ? 1 phân lớp, 2 phân lớp, 3 phân lớp, 4 phân lớp. Nhá, đúng. Phân lớp E có trong lớp M thì 3. Thì ta sẽ có là 3S, 3P, 3D thôi. Chưa có 3F. Vậy là đây chỉ có 3 thôi. Nên là sai. Orbital có trong lớp N. N, số orbital đúng không? Thì S chúng ta có 1. Orbital P có 3. D có 5. F có 7. 1 cộng 3 là 4, 4, 5, 9, đây 16. 16 chứ không phải là 9. Sai. Lớp M, S có 1, P có 3, D có 5. 1 cộng 3 cộng 5 là bằng 9. Cũng sai tiếp, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án A. 22 nhé, đáp án A. 23. Chọn phát biểu đúng khi nói về các orbital có trong một phân lớp của electron. Chọn phát biểu đúng khi nói về các orbital có trong một phân lớp của electron thì có cùng sự định hướng không gian là sai, có cùng mức năng lượng là đúng. Được chưa? B bỏ. 24. Lớp M có bao nhiêu orbital? K, L, M, 1, 2, 3. 3 thì ta có 3S, 3P, 3D. S thì có 1 orbital, 3 thì P thì có 3, D thì có 5. Nên là 1 cộng 3 cộng 5 thì bằng 9. À. 25. Lớp E thứ 4 ký hiệu là gì? K, L, M, N, ký hiệu là N. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 26 ạ, phần bài tập về nhà. Cho câu hình E nguyên tử các nguyên tố sau. Dãy câu hình E các nguyên tố kim loại là kim loại. Thế thì cái chỗ này là cái câu 26 này nó phải tương ứng với lại việc là chúng ta phải học sang dạng 2 rồi. Thế để thầy dạng 2 thì chữa nhá. 27. Câu hình E nào sau đây là không đúng? Câu hình E nào sau đây là không đúng? Thì cấu hình nghe không đúng sẽ là 1S2, 2S2, 2P5 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 được. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 mà sang 4S là sai. Sai là gì? Được chưa? Câu 28. Khi nguyên tử chlorine nhận thêm 1E thì cấu hình E của ion tương ứng là, thế bên mình viết CL đã, Z17 đã, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 đúng không? Nó nhận thêm 1E. Thì 1E nó sẽ vào là thành gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Được chưa? Dễ ạ. Nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Cấu hình E nguyên tử ở trạng thái cơ bản nào là đúng cho nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16? Mình sẽ có là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 10, 3P, 4 đúng không ạ? 16, đủ rồi. Vậy là 1S2, 2P6, 3S2, 3P1, B. 30, cấu hình E của Cu. Cu nhá, Z bằng 29 này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 10, 4S, 1. Được chưa? Đây là cấu hình E của Cu. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Nhá. Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em biết là tại sao là cấu hình E của đằng Cu như này. Đấy, các bạn lưu ý. Tại sao như vậy?
Thế bây giờ mình sẽ quay trở lại cái việc chúng ta viết ý. Son, son, phấn son, phấn son, đánh phấn son. Được chưa? Điền E này. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20 nhá. Đúng chưa? Đây là 3, D, 9 này. Được chưa? Thế là đến đây. S chạy từ 1 đến 7. 1, 2, 3, 4. P chạy từ 2, 3. D chạy từ 3. Đấy. Viết lại câu hình nghe thì đáng nhẽ phải là, viết lại câu hình nghe đáng nhẽ phải là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Mình phải đưa các lớp về cùng với nhau mà. Đấy, thế bây giờ mình xét cái thằng 3D9, 4S2 này thì sẽ vẽ cái phân mức năng lượng ra, thì vẽ cái ô lượng tử ra cho các em nhìn. 3D9, đây là con 5, đây là con 5 mô, thì phải chia thành 5 mô cho đẹp. Đây là con 5 mô. 1, 2. Em vẽ này mỏi tay lắm. Thôi vẽ đường thẳng. Đường thẳng không chia cho nhanh. 5 mô. Đây có 5 mô. 1, 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, dư mất cái rồi. Bây giờ xóa thì, đây thì xóa này đi. Vẽ cái đường thẳng này. Đây có 5 nhá. S chỉ có 1 ô thôi. 1 ô vẽ tay luôn. 3D9, 4S2. 3D9 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4S2 này. Được chưa? Thế bạn nhìn thấy như thế này. Cái câu chuyện này nó rất đơn giản thôi. Em tưởng tượng đây là một cái nhà mặt phố, để dãy nhà mặt phố, có 5 cái nhà to đoạn. Đúng chưa? Nhà thứ nhất, đây, hướng lên là con trai, hướng xuống là con gái, đúng không? Cái này là trong sinh học đứa nào cũng biết rồi. Một đôi vợ chồng này sống hạnh phúc, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, còn riêng duy nhất còn một thằng này. Thằng này là độc thân. Thằng này độc thân đánh ra nguy hiểm. Nguy hiểm tại sao? Tại vì các cái đôi này đều đi làm. Đúng không? Đi làm nhá. Thế nhỡ thằng này nó mà nhảy sang phát thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, nên phải cẩn thận với cái thằng này. Thế còn tiếp tục này, sang bên anh này, xa xa giữa cánh đồng hoang vu thì lại cũng có một cặp đôi vợ chồng trẻ. Đúng chưa? Ở với nhau như thế, cánh đồng hoang vu, cánh đồng hoang vắng ấy. Thế thì cái anh này này, anh này là nhà mặt phố, giàu, nhiều tiền. Thế mà anh ấy sống cô đơn mãi như này không được. Mà bọn này mà để thằng này sống một mình cô đơn thì nó rất nguy hiểm với vợ của mình, nó dễ tòm ten. Thế phải bày kế. Bày kế làm sao? Là câu cái vợ thằng này sang này, ở với thằng này, để nó bền vững. Được chưa? Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, như thế này bền vững này. D10, 4S1. Được chưa? Thì đây được gọi là trạng thái bão hòa. Thì trạng thái này nó bền hơn. Nó bền hơn. Nên nó sẽ tồn tại, còn trạng thái này kém bền. Nên nó sẽ không tồn tại. Được chưa? Và đây là trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp đặc biệt này nó chỉ xảy ra với thằng CUZ bằng 29. Đấy, thì bạn phải nhớ cái này nhé. 3D9, 4S2 chuyển ngay tức thành 3D10, 4S1 nhé. Lưu ý anh ạ. 31 là nguyên tử nguyên tố học A, Z bằng 20 thì có câu hình E lúc này cùng là. Thế mình viết câu hình E thôi là sao? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 10, 18. Vậy đây là 4S2 là 20 luôn. Vậy câu hình E lúc này cùng là 4S2, D. Ok luôn, ấm luôn, nha.